make me feel so good. All right. Well, did you hear what she said? She said she's gonna see me tonight. All right. Make my day, baby. Okay. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các anh chị. Và cảm ơn đóa hoa hồng thật đẹp. Thưa quý vị, tất cả những tình thương, những sự cảm mến và sự đồng nhiệt đã gói đẹp trọn vẹn trong đóa hồng. Và thưa quý vị, xin chân thành cảm tạ những tình cảm quý vị đã gửi đến. It's weird. Xin cảm ơn quý vị. Hả? Mô hả? Thì quý vị muốn mua thì Tuấn Anh cứ mua cho quý vị nha. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị không hiểu rằng âm thanh ở dưới đó nghe có rõ không ạ? Rõ. Sở dĩ mà Tuấn Anh hỏi quý vị câu này là bởi vì Tuấn Anh thấy quý vị ngồi xa có sợ quý vị nghe không rõ, và quý vị không đáp ứng sự nghe rõ của mình bằng những tràng pháo tay ở cuối cùng hai bên kia. Xin cảm ơn quý vị, quý vị quan quá. Vâng, và thưa quý vị, hôm nay tôi đang nhận thấy có nhiều đứa trẻ rất tươm tất, rất xinh đẹp, mặt mày rất thông minh, sáng láng. Thưa quý vị, điều này chứng tỏ các em đã được sự quan tâm rất ân cần, rất bậc thiết của bậc làm cha mẹ. Thưa quý vị, nhắc đến đấng sinh thành mẹ, thanh âm đó dịu dàng như một lời ru, êm ả như một nốt nhạc, trong suốt như dòng suối mát, tha thiết như sông dài, mênh mông như biển cả. Mẹ, đó là tiếng kêu đầu tiên của bất cứ đứa trẻ nào trên mặt đất khi bắt đầu tập nói. Nó khai mở cho mọi ngôn từ, nó khơi nguồn cho mọi xúc cảm, nó khởi sự cho mọi suy tư, và nó hình thành cho bao trầm tưởng. May mắn thay cho những người còn có mẹ, được nghe mẹ nói, được thấy mẹ cười, và được nâng niu trong vòng tay chở che chiều mến của mẹ. Mất mát thay, bất hạnh thay cho những người thiếu mẹ, chúng ta đã mất đi tất cả, như mất đi hơi thở cần thiết của con người, như mất đi nhịp đập của trái tim, và mất đi sự luân chuyển tối cần của dòng huyết quản trong cơ thể.